Xin chào các bạn ơi, mình là Kỳ Anh. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn cái IROP của cái dự án này nhé. Đây là cái dự án Finicurrency. Dự án này sẽ phát khoảng 200 đồng và 90 đồng trên một rep. Các bạn sẽ đăng ký nhé, mọi người nhé. Mọi người sẽ đăng ký username này. Mọi người để cái username nó cùng với cái ấy cũng luôn cũng được. Cái email nhá. Email này. Username thì mọi người để cùng luôn cho nó dễ. Đây là cái mật khẩu nhá. Các bạn ấn create. Éo, sao vậy? Các bạn phải có ký tự đặc biệt nhé, mật khẩu. Rồi, mật khẩu nó yêu cầu các bạn phải có một cái ký tự đặc biệt, mọi người nhé. Đấy, thì các bạn phải đánh vào ví dụ cộng trừ nhân chia rồi các thứ đấy. Đấy, thì các bạn nhé, nó sẽ gửi một cái code về này, thì mọi người sẽ vào trong cái email ấy, các bạn copy cái code này dán vào đây cho mình nhé. Ok, và đây thì mọi người để ý cho mình cái phần add ví này nhé, thì mọi người vào phần wallet này, mọi người add cho mình cái ví vào đây. Thì chúng ta vẫn sử dụng cái ví BEP20 nhé, ví Binance Smart Chain đấy. Các bạn ấn vào update cho mình nhé. Rồi, ở đây thì các bạn sẽ thấy phần iDrop này. Thì mọi người sẽ theo dõi cho mình, nó chỉ yêu cầu theo dõi thôi các bạn nhé. Các bạn theo cho mình một cái group đây, một cái group nữa là hai này. Twitter thì mọi người ấn follow, các bạn cũng có thể like và retweet cho nó một cái nhé. Đây, 1 June đến 1 October này, 50 triệu Fini, ICO là giá là 0,05 đô la, listing là khoảng 0,3 đô la nhé. Ok, các bạn read cho nó. Vào đây thì các bạn sẽ copy lại cái tên này cho mình nhé. Mọi người dán tên ở đây. Nó ghi là link nhưng bên dưới nó ghi là account username thì mình thôi đánh ấy thôi nhé. Các bạn theo cho mình một cái group này. Đâu rồi, không tìm được hả? Ủa sao vậy? Không ra. Không tìm được ư? Sao vậy, mọi hôm tôi vẫn tìm được mà. Phải dùng đến cái này thôi. Rồi này, phải dùng đến cái này thôi. Các bạn có thể bật ở trên này nhé. Ở trên không có cái này. Có mà nhỉ? Đây. Đây có mà. Tại vì trên web của mình không có ấy được. Đấy, có mà. Rồi này. Tự dưng nó tìm không ra luôn. Các bạn copy lấy cái tên này. Tên ở đây mình dán chưa nhỉ?
Đây, dán vào đây. Và tên này là tên Twitter. Các bạn submit cho mình là xong. Đấy, thì nó sẽ processing nhá. Đấy. Các bạn sẽ quay lại cái phần iRob vào nhỉ. Phần Dark Brown này. Đấy, mọi người sẽ thấy cái chương trình các bạn ấn vào profile. Đây, các bạn sẽ thấy cái link ở đây. Link này là link giới thiệu bạn bè nhé. Các bạn copy cái link giới thiệu bạn bè của mình cùng tham gia là được các bạn nhé. Dự án này chắc là khoảng tháng 8, tháng 9 gì đấy. Còn nếu mà mua thì các bạn vào đây để mua nhé. Buy ở đây. Đấy. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi dự án này nhé. Home này. Tem về sale, rồi round map các thứ ở đây. Các bạn có thể đọc qua về cái dự án file Crypto Network nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.